Xin chào anh em, mình là Hợp và đã lâu mình mới mua được một chiếc FC vàng khối. Và chiếc FC vàng khối này thì có mức giá rất là hợp lý, chưa đến 40 triệu. Đây, mức giá rất là hợp lý để anh em chơi được một chiếc đồng hồ vàng khối rồi. Chiếc FC này của mình là một chiếc có cái mã là FC316. Và nó là một chiếc có size là 38mm. Trước đây thì cũng đã khá nhiều sòng sản phẩm này. Tuy nhiên thì cách đây khoảng tầm 2-3 năm trở lại gần đây thì sản phẩm này đã không còn trên thị trường nữa đó. Và mẫu này thì sẽ có mã là FC316V5B9 các bạn nhé. Các bạn thấy ở đây là cái hộp đi kèm của nó cũng là một cái hộp gỗ khá là xịn sò của FC đó. Chiếc này của mình là một chiếc qua sử dụng, tuy nhiên là còn rất là đẹp, tình trạng nó phải còn 98-99%, size 38mm. Và mặt số thì được thiết kế theo cái phương thức là dress watch đơn giản. Chúng ta có logo FC ở góc 12 giờ, ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một ô lệch, và dưới góc 6 giờ là dòng chữ automatic và switch made. Toàn bộ kim và cọc số được làm bằng thép không gỉ, sau đó được mạ vàng rose gold plated, giống như cái phong cách của FC làm trên những dòng sản phẩm 3 series của mình. Chiếc này thì sẽ có cái phần thân case được làm từ vàng khối các bạn nhé. Các bạn có thể thấy rõ ở đằng sau này thì chúng ta sẽ có những cái thông tin ở đằng sau, và ở đây thì chúng ta sẽ có những cái triện kim loại đó, kim loại quý được in ở đây đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có triện đầu chó Bắc Na và triện cân tiểu ly, bên cạnh đó là một cái triện hình khiên của FC và một cái dòng chữ là 7550-18K đó. Dòng sản phẩm này thì toàn bộ phần thân này được làm bằng vàng khối đó, kính là kính sapphire hơi cong nhẹ. Và bộ máy sử dụng trên chiếc này là bộ máy FC316. Đây là bộ máy bay trên dòng Celita SW300. Và dòng sản phẩm Celita SW300 này thì cũng được modify lại với cái, như các bạn thấy ở đây, cái củ văng có logo của FC và được mạ vàng. Và bộ máy này của chúng ta thì sẽ có 25 chân kính, có 42 giây tích cót và tần số 4Hz tương đương với 28.800. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có một cái khóa xiên, và mình lưu ý anh em khóa xiên này được làm bằng thép không gỉ và sau đó được mạ vàng các bạn nhé. Với những cái dòng sản phẩm như là FC hoặc là Longines thì đều như vậy, thân củ là được làm bằng vàng khối, còn đâu là khóa thì được mạ vàng. Và cái núm này của chúng ta thì cũng là mạ vàng, tuy nhiên cái mạ vàng của FC mình thấy nó còn chất hơn cái mạ vàng của Longines, bởi vì mạ vàng của FC là nó dày 10 micron cho nên các bạn có thể thoải mái sử dụng đó. Chiếc này đi kèm thì chúng ta sẽ có một sợi dây như các bạn thấy ở đây là sợi dây da cá sấu. Và như chiếc này thì bên mình đang muốn giao lưu lại với mức giá khá là tốt là 39.800. Anh em nào mà có nhu cầu về chiếc FC316 này có thể liên hệ ICS theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.